Xin chào, chào các bạn. Hai cha con mình xin chào mọi người nhé. Bây giờ hai cha con mình lái xe Hồng Nông, lái xe Hồng Nông chở cà phê nhá mọi người. Trời mưa quá, không biết là đường nó trơn quá, đặt đi không nổi. Bây giờ hai cha con mình sẽ cố gắng lái xe cản cầu trước nha mọi người, cầu trượt nhá. Không có cầu đầy đâu nha mọi người nha, mà là không phải là xe ben nha. Khi nào mà đổ cà phê thì cha con mình phải mở cái đây, mở cái ốc đây này, mở cái chốt này này. Đấy, rồi mình đổ như này nhá mọi người. Đấy, đổ như này này, đây, đây, đó này, con lấy xe nha. Đó, lắp xe đi. Thử xe cái đã. Hết dầu rồi, đi mua dầu đã nhá. Đi mua dầu thôi. Thôi đi mua dầu đã. Đồ dầu mà là đồ dầu đây. Đây đồ dầu đó. Đây là mua dầu cho đây nha mọi người. Bếp đồ dầu. Đi dầu đây nha. Ê. Cho đi thôi. Bếp. Bye bye. Kêu vô. Rồi. Lên xe. Lên sau dê. Ủa. Không bên được. Nhường. Về cho con này. Xe ben nha, xe ben.
Rồi, đắp xe, đắp xe, đắp xe, đắp xe. Quay đầu, quay đầu, quay đầu nữa này. Đây sao dê. In. Trời quá, mưa. Rồi, bỏ chốt đi, bỏ chốt đi con, bỏ chốt. Kiếm chốt rồi, kiếm chốt. Rồi, đặt chốt đi. Rồi. Rồi, đi một tí đi, lên xe, lên xe, lên xe, lên xe cày. Rồi, đi thôi, let's go. Bên này, bên này, bên này. Ơi, xe này, đi thôi, cái
cho để. Ơi các bạn, xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem clip của hai cha con mình nha. Bây giờ anh em mình sẽ dừng clip tại đây nha mọi người. Chúc các bạn xem clip vui vẻ nha. Bye bye. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Yeah.